Đang mùa Euro sẽ thật là hợp thời nếu cùng nhau nói về bóng đá. Sở hữu những cầu thủ hàng đầu châu Âu nhưng tuyển Anh đã bị các chuyên gia và người hâm mộ chê trách vì lối chơi thiếu sáng tạo, thiếu hiệu quả tại Euro năm nay. Cho dù may mắn giành được ngôi đầu bảng C nhưng chắc chắn huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ còn bị người hâm mộ chỉ trích dài dài vì những trận đấu như du ngủ. Thế nên ở biếm họa này, phàm đã là tân dược thì kiểu gì cũng có tác dụng phụ. Thế nhưng có một loại thuốc ngủ cực êm ái, nhẹ nhàng và không tác dụng phụ, đó chính là đội tuyển Anh. Vẫn là câu chuyện ngủ trong mùa bóng đá, đàn ông trong dịp Euro sinh hoạt lạ lắm, nhiều bà vợ đành phải chiều theo múi giờ của mấy ông. Như ở đây, ông chồng vừa đi làm về, không cần tắm rửa ăn uống gì đã lăn ra ngủ. Bà vợ thắc mắc thì nhận được câu trả lời là ông chồng đang sinh hoạt để quen với múi giờ mới, đó là múi giờ Euro một mũi giờ không có trong từ điển và 4 năm lại có dịp được nhắc đến. Còn ở đây chính là nỗi lòng của các thí sinh vừa dự thi. Euro là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, 4 năm mới có một lần, chẳng nhẽ có thể bỏ lỡ. Thế nhưng nói vui vậy thôi, chứ 4 năm thì làm sao mà bằng với cả cuộc đời được. Euro không xem giải năm nay còn có nhiều dịp, chứ thi tốt nghiệp cả đời mới thi một lần nên các thí sinh chắc chắn phải quyết tâm dành ưu tiên cho học tập mà thôi